Đó, thấy không, một lứa thấy không, thấy ông mày câu chưa, lứa một à. Ở trong đó có một cái chơi giống ở chỗ anh liền á, có một cái chào con nữa, cởi cùng tay em à. Anh nhỏ quá, anh quay qua đây luôn rồi. Đó, nhúng. Mới nhúng rồi. Đó, đó. Đó. Thôi.
nhúng nhúng đó. Đó, theo một lứa thấy không? Thấy ông mày câu chưa? Lứa một à. Chơi giận hả cô? Giận hả? Rồi ông la giận. Ổ trong á, ổ trong cá chung chung á. Ổ đó cá nhỏ. Em mà cỡ vậy luôn anh ta. Con chồng con té luôn này. Luôn thì cũng tới rồi con tiền đây lại xách đầu lên luôn rồi khỏi trôi nữa đó. Dục vô đây là đựng ai đựng gì đựng con. Nước sông chuẩn bị nó đang lên nữa các bạn. Nó đang dâng lên nữa. Dục mình nó trôi vô nó quá trời. Ở đó người ta đang làm thêm cái đặt cho nó bự ra. Cái nữa đó đó này. Thank you.
ăn rồi coi. Đó, đó. Không được. Hai cá nhỏ vô nhiều. Bánh là bánh là hôm này bánh có mấy con bự à. Không 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 à. Các bạn ha, tôm á. Bánh vô chán à. Anh giật 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 anh chán á. Mình thấy anh dướng dướng là biết anh chán. Cá không có lớn gì, cá nhỏ quá. Nhiều người ta thích ăn cá nhỏ. Hai ký á. Động bự quá mà có hai ký á. À, câu giải trí mà. Đâu chơi rồi. Đậu hai khô à, nó nhỏ này phơi khô thì chiên chiên ăn với lại ăn phơi khô xong cái mình chiên giòn. Thấy ăn với cháo hả gì cũng ngon. Thôi anh đi vô quý vị. Rồi được đi đây ha. Bye mọi người ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Ở đây là người ta làm cái bờ sông đó quý vị.